1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chị có một cái túi sách sticker 16.000 đồng, 2 tầng với 3 bảng sticker rất là dễ thương luôn. Sẽ tạo nên một câu chuyện đó là bán váy công chúa cực kỳ dễ thương. Cùng với hũ úp màu này, chúng ta sẽ tạo nên câu chuyện đó nha. Bạn nào có sticker rồi, có màu rồi thì cùng vào làm câu chuyện với chị. Còn bạn nào chưa có thì hãy nhớ số điện thoại của shop FGB 0937899707 mua để cùng đặt hàng mua màu và sticker dễ thương này nha. Phía sau lại còn có thể tô màu bức tranh hũ gốc cổ nữa. Nào, chúng ta sẽ xé ra và xem đây. Wow, tầng thứ nhất rất là nhiều váy đẹp luôn này, thấy chưa? Wow, váy trái tim có con cá đâu nữa. Xin ơi là xin luôn nha. Tầng thứ hai, chị đã giật ra rồi. Wow, lại tiếp tục là phông nền cầu vồng màu phía dưới nè. Và một cô gái cột tóc hai chùm, cô tóc xanh thắt đính một bên và một cô tóc cam xõa ra. Ai sẽ cầm vai công chúa đây? Chúng ta sẽ cùng chọn đồ và chọn váy cho công chúa nha. Và chị nghĩ rằng chị sẽ chọn cô nàng tóc cam này, suông dài trong vai công chúa. Và chúng ta sẽ chọn cho công chúa là một cái bộ váy như thế này đi nha. Đây, bộ váy là siêu đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Có 3 tầng ren, có nơ kim tuyến lấp lánh nè. Wow, cái sticker này nó có kim tuyến lấp lánh nữa. Đẹp quá. Và đây, có cái vương miện nữa nè. Ây da, để chị sẽ lấy lên cho các bạn cùng xem nha. Đây, một cái vương miện hoa cỏ mùa xuân. Chúng ta sẽ để công chúa ở đây. Tiếp đến có hai nhân vật, một sẽ là người hầu, một sẽ là cô gái hiền diệu. Thì các bạn biết không, hai cô này đều là chị em với nhau. Và đây chính là người chị cột tóc hai chùm rất là nhí nhảnh luôn. Và người chị sẽ mặc chiếc đầm nào đi ta, chị cho mặc cái đầm này đi ha. Đây các bạn xem nè, một cái đầm tím nha, có trái tim chữ lớp rất là dễ thương luôn. Và người chị, đó, người chị sẽ trong vai là người hầu của cô công chúa. Đó, cô chị nhà nghèo xin vô làm người hầu của cô công chúa. Còn đây là cô em với mái tóc xanh thì ở nhà để phụ mẹ làm việc nhà và trông coi mẹ. Còn cô chị thì đi làm người hầu. Đó, cô này thì rất là hiền diệu luôn. Đây, ta còn rất là nhiều sticker váy áo nha. Chúng ta sẽ làm cái tủ đồ cho công chúa. Và do thiếu nhân vật nam cho nên là chị mượn lại cái bảng sticker nam để làm hoàng tử, là chị của ấy lộn là anh của công chúa nha. Đây, như vậy là chúng ta đã có được 4 nhân vật chính. Và sẽ còn rất là nhiều nhân vật phụ nữa nha, nhưng mà chị sẽ không giới thiệu để làm mất thời gian của các bạn. Mà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ngay, đó là cái tòa lâu đài của nàng công chúa nha, và hoàng tử. Đây, đó là cánh cửa của tòa lâu đài. Kế bên thì các bạn biết gì không? Kế bên thì dĩ nhiên sẽ là cái phần tủ treo đồ của công chúa. Đây nè ha, các bạn vẽ cho nó cân đối bằng nhau nha, dễ không? Chị vẽ lúc nào cũng là hướng dẫn các bạn vẽ thật là dễ luôn. Đó, hai bên tủ đồ. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ phần hoa văn ở bên trên nha. Đây, các bạn xem canh ngay chính giữa nè, các bạn sẽ vẽ giống như là cánh hoa như thế này. Sau đó thì là đó, như thế này. Wow, ok, tương tự như vậy nha, các bạn sẽ vẽ ở bên đây. Đó, dễ lắm luôn, chị lúc nào cũng hướng dẫn vẽ rất là đơn giản, để mong cho các bạn bạn nào cũng có thể vẽ được hết. Đây là viên ngọc quý giá của quốc gia. Tiếp theo thì ở đây nó cũng sẽ có những viên ngọc nha. Rồi tiếp theo thì các bạn biết không, mình sẽ vẽ như thế này đó, để tạo cái hoa văn cho cái cung điện ha. Các bạn không biết vẽ thì cứ vẽ lần lượt theo chị, quá dễ thương luôn ha. Sau đó các bạn nhớ tô đậm lên nha. Xong, sau khi đồ đậm, tô bút chì, để vài cọng cỏ, bây giờ chị chỉ cần lấy cây bút đỏ nè, chấm chấm, tạo thêm cánh đồng hoa bên ngoài cung điện nữa là nó để rất rất lung linh rồi, dễ quá ha. Ta-da, xong rồi nè, lâu đài đơn giản mà rất là lung linh. Câu chuyện bắt đầu. Người hầu đâu rồi? Quần áo của ta đâu hết rồi? Sao hai tủ đồ trống trơn vậy? Dạ, em đến liền. Bữa nay là tuần lễ màu tím cho nên em đi đổi đồ màu tím cho công chúa đó. Đây, một chiếc váy màu tím nữa. Nhiều quá, đồ tím đẹp quá. Mà sao chỉ có hai cái vậy? Dạ, đồ ở bên trong còn nhiều lắm. Chỉ là hai cái này là treo ở bên ngoài thôi đó công chúa. À quên, còn hai cái váy nhỏ nữa nè, màu tím để công chúa mặc ở nhà đó. Đó, dễ thương lắm nha, em treo ở đây nè. Công chúa thích cái nào thì lấy mặc nha. Ngươi cũng giỏi lắm đó. Mà sao, ta thấy ngươi suốt ngày chỉ mặc có một cái đầm này vậy? Để ta thay cái đầm khác xem sao nha. Đây, cái đầm này ta cũng thích mặc một cái đầm nhỏ nhỏ giống như nhà ngươi vậy đó. Đây, mặc vô. Nhìn ta có giống người hầu không?
Dạ không, dạ không, công chúa thì làm sao mà giống người hầu được chứ. Trời ơi, công chúa mặc đồ nào vô nhìn cũng đẹp hết trơn á. Em ước gì em có được một cái đầm xinh đẹp như của công chúa. Chứ suốt ngày em mặc có một cái đầm này thôi, buồn ơi là buồn. Vậy à, vậy ngươi có thích cái đầm nơ này không? Đầm nơ này có nhiều ngôi sao nữa nè. Đó, ta cho nhà ngươi mượn để mặc nha. Đây nè, cho nhà ngươi mượn đó. Mặc thử cho ta coi. Trời ơi, lần đầu tiên mình được mặc thử váy của công chúa luôn mọi người ơi. Để mình thử xem nha. Đây, đổi thành cái váy này. Wow, dễ thương quá, nó xòe nè. Dạ, em cảm ơn công chúa. Em mặc xong em sẽ trả lại cho công chúa. La 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 la, đẹp quá. Đây nữa nè, có hai cái cột tóc bông hoa dễ thương. Ta cho nhà ngươi mượn luôn đó. Đẹp không? Tóc nhà ngươi cột tóc mà không có hoa gì hết à. Đó, kẹp lên như vậy, nhìn thấy giống công chúa rồi đó. Dạ, cảm ơn công chúa nhiều nha. Lần đầu tiên em được cài hoa trên tóc luôn nè. Nhìn xinh quá, đã vậy còn được mặc áo công chúa nữa. Công chúa thật tốt quá, cảm ơn công chúa nhiều. Để em ra ngoài em làm. Con bé thật dễ thương. Vậy là cô bé ra ngoài làm việc và ý chết rồi, làm rách áo công chúa rồi. Ôi, công chúa chỉ cho mình mượn thôi mà mình lỡ làm rách áo công chúa rồi, bây giờ làm sao đây? Dạ công chúa ơi, em ra vườn cắt cỏ em lỡ cắt trúng cái áo nó bị rách rồi công chúa ơi. Em xin công chúa tha lỗi cho em hứa sẽ làm việc để đền lại chiếc áo cho công chúa. Ôi, lỡ rách chiếc váy rồi à? Không sao đâu, cũng là do em làm việc chăm chỉ mà. Ta sẽ tha cho em đó, không sao hết, không cần phải đền gì đâu. Đây nè, cũng là chiếc váy ở trong bộ sưu tập mới của ta đó, ta cho em mượn. Nghe nói em sắp được về nhà thăm nhà rồi đúng không? Đó, cầm váy mới đi, rồi về nhà chơi. Ta cho em mượn đó. Trời ơi, công chúa, không lo em lại còn cho em mượn váy mới để về nhà nữa à? Công chúa thật là tốt bụng với em. Dạ, để em sẽ thay đồ ạ. À, chắc bộ này rất là đẹp luôn nè mọi người ơi. Đó, tuy đây chỉ là đồ mặc ở nhà của công chúa thôi, nhưng mà đã rất là xinh rồi đúng không mọi người? Em cảm ơn công chúa, bây giờ em sẽ về nhà. Một vài bữa nữa em sẽ lại lên và trả chiếc váy này cho công chúa nha. Em hứa sẽ giữ gìn chiếc váy thật cẩn thận. Cảm ơn công chúa rất nhiều. Không sao, cố gắng giữ gìn chiếc váy nha, chúc em về nhà vui vẻ. Dạ, thưa công chúa em đi đây. Thật ra ta có thể cho em ấy luôn chiếc váy, nhưng ta cố tình chỉ cho em ấy mượn thôi để xem thái độ của em ấy như thế nào. Hơi cắt cỏ từ sáng giờ mà cũng chưa được bao nhiêu hết. Cố lên, cố lên, cố lên. Lao động là vinh quang, lao động là vinh quang. Ủa, em đây rồi hả? Chị mới về nè. Wow, chị hai về rồi. Trời ơi, chị hai đi lên trên thành phố phụ việc cho công chúa. Về chị hai đẹp ghê luôn á. Trời ơi, cái váy này đẹp quá à. Tóc chị hai còn có quà cài tóc nữa. Xinh ơi là xinh luôn. Chứ sao? Trời ơi, ta đó hả là ở trên đó với công chúa hả? Công chúa thương yêu ta dữ lắm. Ta muốn gì là được cái đó đó. Ai mà như em suốt ngày ở nhà hả, làm vườn làm rau kìa, nhìn người dơ ơi là dơ, hôi ơi là hôi. Hay là em đứng xa xa chị ra một chút đi. Thì chị đi làm cho công chúa, em phải ở nhà làm rau làm vườn chăm sóc cho ba mẹ chứ, hẳn lẽ bây giờ hai chị em đi hết rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Thôi biết rồi, nó nhiều 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 quá. Ý á, là hả, có làm việc gì đi chăng nữa cũng phải thay đồ cho nó đẹp ra, xong rồi tắm rửa cho nó sạch sẽ thơm tho. Giống như chị nè, chị cũng làm việc nhưng mà lúc nào chị cũng xinh đẹp và thơm tho sạch sẽ. Tại chị làm cho công chúa, còn em làm ngoài vườn với đang làm mà. Làm xong thì em mới tắm rửa sạch sẽ được chứ. Mà chị về nhà chơi lâu không? Không, ở đây chán cái mồ hả. Nhà cửa xấu quá, đường á thì đất toàn là cây không à. Trời ơi, mũi nó chích chị quá trời luôn á. Thôi, chị về thăm một chút xíu thôi, khoe với em cái váy đẹp với lại hai cái đầu cọc tóc mới nè. Xinh không, xinh không, xinh không? Xinh 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 xinh. Em tắm xong chị cho em mượn cái đầm với cái cọc tóc nha. Cái gì chứ, tính mượn đầu cọc tóc với đầm mới của tôi hả? Đừng có mơ nha, đây là đầm của công chúa cho tôi mượn đó. Cọc tóc cũng vậy luôn, mượn rồi làm dơ rồi sao chứ hả? Em tắm rửa xong em mượn một chút xíu thôi nè. Thôi đi, đồ nhà quê hơi đâu mà đầu cọc tóc với lại mặc váy mới làm gì chứ, đụng vô dơ của tôi nữa. Thôi tôi đi đây, em ở nhà ráng làm đi. Lần khác chị có đồ mới chị lại về khoe tiếp với em nha. Tin 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 tin. Thôi chán ghê luôn á nha, tưởng đâu chị về chỉ thăm ba mẹ, ai về đâu chị về chị chỉ khoe cái đầm với lại khoe đầu cột tóc. Mình mượn một chút xíu cũng hỏng cho nữa, rồi bỏ đi mất tiêu hả. Thôi kệ, nắng rồi, để mình về nấu cơm lo cho ba mẹ thôi. Tin tin tin, thôi mình đi về cung công chúa thôi, váy đẹp tóc đẹp thật là lung linh. Tính tính tính, à té rồi.
Chết rồi. Ê, cái váy của công chúa lại bị dơ rồi. Bây giờ làm sao đây ta? Ê, công chúa nói là mình phải giữ gìn cẩn thận. À, sao mình lại bị té dơ hết cái rầm rồi. À, mình sẽ đổ thừa cho con nhỏ em của mình. Nó đã làm dơ chiếc váy. Mình thật là thông minh. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Đó là tôi đó. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Đó là tôi đó. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Đó là tôi đó. Tin 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 tin. Hey, hôm nay đã là ngày mới rồi, mình sẽ thay chiếc đầm mới thôi. Ây da, để đây cho con bé Hầu nó lên nó giặt mặc vô xem nha. Ghi cái đầm mới này mọi người thấy mình có xinh không nào? Hello em gái, trời ơi em gái của ta lúc nào cũng mặc đồ đẹp hết nha. Dạ anh quá khen, tại vì á em được ba mẹ yêu thương, với lại em là công chúa cho nên á hả được cho rất là nhiều quần áo. Dù là em mặc không có hết luôn á. Em đang tính kỳ này á hả, em sẽ cho bớt những người nghèo khổ đó anh. Wow, không ngờ đã xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa. Không hổ danh là em gái cưng của anh. Một nàng công chúa dễ thương tốt bụng. Được đó, đồ chúng ta mặc nhiều quá không hết. Mà còn mới á, thì hãy đem cho người khác, chứ để như vậy rất là lãng phí. À, mà có một chuyện quan trọng. Anh tính nói với em. Có chuyện gì vậy hả anh? Anh hoàng tử, đẹp trai nhất vương quốc này. Ba mẹ nói anh á là phải đi cán vợ đi, nhưng mà bây giờ anh không biết sẽ cán vợ như thế nào nữa. Thì anh cứ ra lệnh cho toàn quốc tất cả các cô gái đều may một chiếc váy đẹp thật là đẹp để đi dự lễ gặp mặt hoàng tử. Ai có chiếc váy đẹp nhất sẽ được nhận làm vợ của hoàng tử. Ủa, như vậy là tuyển thợ may hả em? Không phải, tại vì á vợ của hoàng tử thì phải khéo léo, phải biết thêu thùa may vá. Và khi mà biết may á thì cũng đỡ tốn tiền may quần áo đẹp chứ sao. À, em nói vậy cũng có lý á. Được rồi, như vậy em hãy thay ta thông báo tới tất cả mọi người là ngày tới sẽ tổ chức lễ tuyển chọn vợ của hoàng tử theo tiêu chí. Ai may được cái váy đẹp nhất thì sẽ là vợ của ta nha. Thôi, ta đi đây, cảm ơn em trước đó. Ok anh hai. Trời ơi, hoàng tử dễ tính thiệt, mình nói sao cũng chịu hết. Nhưng mà đó cũng là một tính hay mà. Được rồi, mình sẽ phụ anh để tìm vợ cho anh. Một cô gái phải tài năng xinh đẹp mới xứng đáng. Công chúa ơi, em xin lỗi công chúa. Có chuyện gì vậy? Vừa mới ở dưới nhà lên mà sao lại khóc lóc như vậy chứ hả? Không phải được về thăm nhà là vui hay sao? Dạ, về thăm nhà thì vui lắm. Nhưng mà con nhỏ em của em nó thấy cái đầm của công chúa đẹp quá, nó nhào tới, nó đòi lấy đòi thử, em cản không được. Bây giờ nó làm dơ hết cái đầm này rồi. Công chúa tha tội cho em. Trời đất, trời ơi, cái đầm dơ như vậy hả? Nhưng mà không sao đâu, dơ thì giặt ra mà. Nhưng mà em gái của em bộ nào giờ không có thấy đầm đẹp hay sao mà nhào tới làm dơ đầm dữ vậy? Dạ đúng rồi, ở nhà quê mà mấy cô gái nhà quê đâu bao giờ thấy được nhiều đầm đẹp như vậy đâu. Cho nên á hả, thấy á là nhào vô làm dơ đầm hết luôn. Em đã cố cản dữ lắm luôn mà không có được á, em đuổi ra, đi ra, đi ra, đừng đụng vô, đừng đụng vô, đừng đụng vô. Vậy mà cũng đụng vô. Em thề luôn, em có nói xạo đâu. Thôi được rồi, ta tin mà, có gì đâu phải thề. Thôi, những cô gái ở quê thật là tội nghiệp. Nè tóc hồng. Thôi được rồi, em hãy vào trong tủ của ta, lấy hết tất cả những bộ đầm mà ta ít mặc á, đem phân phát cho hết những cô gái nghèo ở dưới quê đi nha. Sao ạ? Công chúa cho hết đầm cũ của công chúa luôn hả? Nhưng nó còn đẹp lắm đó, em có được lấy không? Được chứ, em thích cái nào thì lấy, còn lại thì cứ đem cho hết. Nhưng mà phải cho đều tất cả mọi người, em không được giữ riêng của em nha không? Cho tất cả các cô gái, ai cũng thật sự xinh đẹp. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ đi gom đồ đây. Hơi tội nghiệp thiệt. À, còn một chuyện quan trọng nữa. Nè, người hầu ơi, người hầu, còn một việc quan trọng nữa. Công chúa cho đồ mới, mình phải tranh thủ chứ. Mình sẽ mặc cái đầm này nha. Đó, mình sẽ lấy cái đầm này của công chúa nè, mình rất là thích luôn. Dạ, công chúa kêu em có gì không? À, cũng nhanh dữ ha, mới đó mà vô lấy ngay cái đầm đỏ xinh đẹp để mặc rồi đó. Thôi cũng được, em mặc cái đầm này cũng đẹp lắm đó nha. Có khi nào em sẽ được làm vợ hoàng tử không? Dạ, em mà sao làm được vợ hoàng tử chứ, công chúa ghẹo em hoài. Biết đâu được, ta có thông báo mới nè. Toàn thể tất cả các chị em con gái từ 18 cho tới 20 tuổi đều sẽ được dự thi làm vợ hoàng tử. Trong đó có cả em luôn đó nha. Không phân biệt giàu nghèo. Wow, không phân biệt giàu nghèo. Từ 18 đến 20 tuổi, như vậy là mình cũng có thể ứng cử làm vợ hoàng tử rồi nha.
Nhưng mà tiêu chí như thế nào hả công chúa? Các hoàng tử chọn vợ như thế nào? Ngày hôm đó, mỗi cô gái sẽ tự may cho mình một chiếc váy xinh đẹp để đến dự lễ hội. Ai là người may chiếc váy xinh đẹp nhất thì sẽ được làm vợ hoàng tử. Wow, như vậy là phải biết may đồ ư? Nhưng mà mình không có biết may đồ. Trong khi con nhỏ em của mình thì lại may đồ rất đẹp. Mình sẽ bắt nó may cho mình một bộ đồ mới được. Gì vậy hả? Em hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Vậy em hãy đi thông báo đi, em vừa đi phát váy của ta cho các cô gái, để các cô gái có thể biết cách mà may những bộ đầm xinh đẹp như công chúa. Rồi thông báo với tất cả các cô gái về việc học may đồ, may một bộ váy đẹp để ứng cử làm vợ của hoàng tử đó. Em đi thông báo đi và đi tặng váy đi. Dạ, em biết rồi, cảm ơn công chúa. Em đi đây, mà là váy tặng chứ không có phải bán đúng không công chúa? Đúng rồi, váy là để tặng chứ không có bán. Ta chỉ muốn giúp đỡ những cô gái nghèo khổ thôi, chứ ta đâu cần tiền. Dạ, công chúa thật tốt bụng. Em đi đây. Con bé thật là vui vẻ. Kỳ này ta tặng váy cho tất cả mọi người, chắc mọi người sẽ vui lắm đây. Và ta cũng nôn nóng đến ngày hoàng tử cán vợ quá. Không biết ai sẽ là người may váy đẹp nhất đây. Hey, ta thật là thông minh. Ta đã treo tất cả những cái váy công chúa lên trên cây này rồi. Công chúa dặn ta đó là sẽ đem tặng cho những cô gái nhà nghèo. Nhưng mà tặng như vậy thì rất là phí. Ta quyết định sẽ bán nó cho những cô gái nhà nghèo. Bán, ta sẽ có tiền để mua vải may váy thật đẹp làm vợ công chúa, làm vợ hoàng tử. Ta thông minh quá đi. Ai mua váy hôm? La. Ai mua váy hôm? Hoàng tử kén vợ, có váy đẹp là sẽ làm vợ hoàng tử. La. À, chị Hai về rồi. Trời, bữa nay chị Hai nhiều váy đẹp dữ vậy. Ừ, váy ta bán đó, em có mua không? Mua để thi làm vợ hoàng tử. Thôi, em làm gì có tiền để mà mua đồ chứ. Em lại biết may nữa. Để em tự may váy đi thi làm vợ hoàng tử cũng được. Thôi không được. Em đừng có may. Em may xong á thì em cho ta đi. Còn ta sẽ bán cho em những cái váy này. Thôi em không có tiền. Em không có tiền mua váy đâu. Mà chị là chị của em mà. Chị cho em một cái cũng được. Cho em mượn một cái nha. Em về em bắt chước. Em may. Trời ơi, chị em gì tầm này chứ. Chưa gì hết là xin xỏ. Cứ mua ủng hộ thì không mua, mà lại đi xin. Gần có ta cho rồi nha. Không có cho. Ha. Thôi không mua ủng hộ thì thôi, đi chỗ khác đi. Gần có mà may được cái váy nào đẹp như vậy rồi á. Wow, công nhận váy đẹp thật. Để em xem coi, có khi em sẽ may được một cái váy xinh đẹp giống như những cái váy này thì sao. Xí, đừng có mà mơ nha. Làm gì mà may được cái váy đẹp như vậy chứ. Ta sẽ đi đặt thợ may, may một cái váy đẹp thật là đẹp. Ta mới sẽ là vợ hoàng tử. Còn em hả, đừng có mơ. Đi, hôi thối quá. Nhưng mà cũng lạ lắm nha. Tại sao chị lại có nhiều váy như vậy? Đừng nói với em á là chị lấy váy của công chúa rồi đem đi bán nha. Ê, nói tầm bậy gì vậy? Nói lớn, nói bậy, không có phải. Đây là váy của ta. Không phải váy của công chúa. Váy của ta, ta đem bán đó. Chị nè, em nói chị nghe. Nhà mình á, tuy là nghèo thật, nhưng mà ăn cắp váy của người khác để mà bán như vậy á, là không có tốt đâu. Em khuyên chị á, đừng có bán, đừng có làm như vậy. Công chúa mà biết được là tiêu luôn á. Nha, mình nghèo nhưng mà sống trong sạch vẫn hơn. Ai nói với em là ta ăn cắp váy của công chúa chứ hả? Ta không có. Đây là váy của công chúa cho ta. Váy công chúa kêu ta cho mọi người. Nhưng mà thay vì cho thì ta bán cũng được vậy. Bán rẻ cũng được, đâu có vi phạm gì đâu. Trời ơi, chị làm như vậy là không được rồi. Như vậy là thất đức chết. Công chúa đó là làm phước đem cho người ta mà chị đem đi bán. Như vậy á hả, là không có được đâu. Chết rồi, không được chị ơi. Thôi, ha. Làm em mà tưởng như làm chị vậy đó. Suốt ngày dạy đời, cái này không được, cái kia không được. Tôi lớn rồi, tôi là chị, tôi biết thế nào là đúng là sai, cô không cần phải dạy tôi đâu. Thôi, đi, cô bé xấu xí hôi thối. Từ nay không chị em gì nữa hết. À, nhớ giữ bí mật nha, không được nói với ai rằng đây là váy công chúa cho, mà tôi đem đi bán đó. Nhớ đó, nếu mà sùm mọi người biết là biết tay tôi đó. Thôi được rồi, tùy chị muốn làm gì thì chị cứ làm đi. Em sẽ không nói với mọi người, nhưng em khuyên chị hãy sống thật là tốt. Hơi, buồn quá. Thôi, em đi may đồ đây. Hơi, chán thật, con nhỏ em suốt ngày dạy đời mình. Thôi, vui vẻ lên nào mọi người ơi, mua đồ đi, mua đồ đi thi làm vợ vua, ý lộn vợ hoàng tử nha. Ta chẳng mấy chốc, cô gái đã thu hút được rất là nhiều người đến mua váy, bởi vì đây là những chiếc váy rất là xinh đẹp. Đây, cô áo màu cam, tóc cam chứ, thì mua một cái váy màu xanh nè, mặc vô. Rồi, cô tóc hồng á, thì cô ấy lại mua một chiếc váy màu xanh này luôn. Đó, rất là xinh.
Tới cô tóc xanh này á, thì cô lại mua là một cái váy đỏ nè, đó rất là đẹp. Cô tóc nâu á thì cô ấy mua một chiếc váy xịn sò như thế này, đây rất xịn luôn. Còn tôi cũng muốn mua một chiếc váy xinh đẹp để làm vợ của hoàng tử. Muốn mua thì lựa đi nè, đó bao nhiêu đó là váy á, toàn là váy đẹp ở trong hoàng cung không á nha. Mua đi rồi mới có khả năng làm vợ hoàng tử được, tại vì phải là váy đẹp mới làm vợ công hoàng tử được đó. Nếu mà nói về váy đẹp á thì váy của mình ở đây là đẹp số 1 luôn. Trời ơi, mình mà đẹp nhì thì ai mà đẹp nhất chứ, chắc chắn mình sẽ là vợ hoàng tử rồi. Cái váy của cô thì đẹp thiệt nhưng mà quê mùa rồi. Cô nhìn đi, mốt thời trang bây giờ là phải có những cái yếm như thế này nè, chứng tỏ đó mình á là người phụ nữ biết nấu cơm, biết nội trợ. Như vậy thì hoàng tử mới thích chứ, còn váy của cô đẹp nhưng mà là váy đi mua làm sao mà được. Phải là váy dạng đặc may, mà đây là những sản phẩm mà tôi đã may ra. Đó, tôi may ra của công chúa đó, may giống kiểu của công chúa đó, để bán cho mọi người có cơ hội làm vợ hoàng tử. Ủa, vậy là váy này mới được hả? Còn váy của tôi đẹp như vậy cũng không được hả? Vậy thôi để tôi mua cái nào đây ta? Để tôi thử nha. Trời ơi, cái váy mình đẹp ghê á. Trời ơi, cái đồ gì mà nó nhỏ xíu à, mặc vô mắc cười quá không vừa. Rồi cái này, trời ơi, nhỏ xíu à, cũng không vừa luôn. Rồi để tôi thử cái này, trời ơi nó ngắn nguẩn nè. Rồi để tôi thử cái đầm nơ này xem nha. Trời ơi, ngắn quá, cái tay không có vừa luôn. Không được rồi. Rồi, còn cái đầm xanh này, để tôi thử nha. Trời ơi, nó ngắn mà cái tay nó cũng bị chật luôn rồi, tiêu rồi. Còn một cái đầm này duy nhất. Thôi, để tôi xem. Cái này á, cũng hơi được, nhưng mà cũng chật cái tay luôn rồi. Nè, cái tay cũng không có vừa luôn. Thôi, bán đồ gì mà cái nào cũng không vừa hết à. Thôi nè, không mua, tôi mặc đồ của tôi vậy. Thôi biết sao giờ. Thôi tôi đi à. Trời ơi, chán ghê luôn á. Buôn bán gặp cái bà khổng lồ này, bà vô bà không mua được cái gì hết trơn á, đúng không mấy chị? Mấy chị xinh đẹp nè. Ủa, mà thời trang bây giờ là phải có mấy cái yếm như vậy mới làm vợ hoàng tử được hả? Đúng rồi. Mấy cô mà mua váy này á hả, bảo đảm luôn là sẽ được làm vợ hoàng tử liền. Đặc biệt là cô áo nâu nè, cái váy này mắc tiền nhất nè, đẹp nhất nữa. Ủa vậy hả? Không uổng công mình bỏ tiền nhiều thật nhiều để mua cái váy này. Hy vọng mình sẽ được làm vợ hoàng tử. Ủa, nói vậy là váy của tôi không đẹp hả? Vậy tôi trả tiền lại cho tôi đi, tôi khỏi đi thi nữa. Đúng rồi đó, váy của tôi kim tuyến lấp lánh như thế này mà. Thì mỗi váy đẹp một kiểu khác nhau thôi. Chúc các cô may mắn nha. Trời ơi, ngày hôm nay mình bán được một mớ tiền thật là khủng khiếp. Thôi, đồ có rồi, tụi mình đi thi đi. Hy vọng trong bốn chị em mình sẽ may mắn được làm vợ hoàng tử. Ok, chúng ta đi thôi. Trời ơi, nôn nóng quá đi. Mình tóc xanh, cuối cùng mình cũng đã thiết kế xong một chiếc đầm xanh caro có nhiều hoa như thế này. Hy vọng đây là sẽ là chiếc đầm đẹp, hoàng tử sẽ chọn mình làm vợ. Dễ thương không mọi người? Mình còn may một cái hoa cài tóc nữa nè. Đó, hy vọng rằng mình sẽ xinh đẹp. Nào ta cùng đi thi làm hoàng tử. Ý lộn, nào ta cùng thi làm vợ hoàng tử. Tinh 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 tinh. Đứng lại. Ha ha ha, thiệt ra là may đồ cũng đẹp dữ à. Mau cởi bộ đồ đó ra đưa cho tôi. Không được, đây là đồ em may để dành đi thi tuyển chọn làm vợ hoàng tử mà. Xí, đồ nhà quê mà đòi làm vợ hoàng tử hả? Hả, em muốn làm vợ hoàng tử thì chị cũng muốn làm vợ hoàng tử. Chẳng lẽ em không thương chị hay sao chứ hả? Em đòi dành làm vợ hoàng tử với chị hả? Còn nhỏ mà muốn lấy chồng hả? Chị 20 tuổi, em 19 tuổi. Cả hai chúng ta đều đủ tuổi làm vợ hoàng tử rồi mà. Nhưng còn nhỏ thì phải lấy chồng sao chị? Chị nói rồi, không có nói nhiều. Cởi đồ ra, đưa đồ này cho chị. Đó. Còn bây giờ em sẽ được mặc bộ đồ này của chị. Ta thật là thông minh quá đi. Mấy con nhỏ kia đã bị ta lừa mua váy của công chúa. Khi mà mặc váy công chúa thì chắc chắn là sẽ không được làm vợ hoàng tử rồi. Bởi vì đó là váy mua, còn váy này mới là váy may nè. Thôi ta đi nha. Chị đã cướp mất cái váy của mình rồi. Còn cái áo này hả, chị đã mặc mấy ngày rồi, bây giờ nó hôi muốn chết luôn á mà chị đưa cho mình. Thôi mình phải đi về may gấp rút một cái đầm mới thôi. Và bây giờ buổi tuyển chọn vợ hoàng tử xin được phép bắt đầu. Xin mời tất cả những cô gái có chiếc đầm đẹp nhất hãy vào đây để trình diện hoàng tử và công chúa. Dạ, em xin chào hoàng tử và công chúa, em là tiểu thư tóc cam. Hôm nay em may một chiếc váy màu xanh với hoa và nơ rất là xinh đẹp. Xin mời hoàng tử cùng ngắm ạ.
Còn em, xin chào hoàng tử đẹp trai. Trời ơi, em là Hồng Hồng, có mái tóc siêu dài. Em mặc một cái đầm màu hồng, có ba tầng ren, và cổ lá sen, có trái tim, có hoa hướng dương nữa nè. Hoàng tử thấy đẹp không? Chọn em làm vợ đi nha. Thôi em quay đi xếp hàng. Trời ơi, em chờ ngày này lâu lắm rồi. Hoàng tử ơi, em có mái tóc màu xanh dương này giống như biển cả vậy đó. Đôi mắt sâu thâm thẳm, chiếc đầm như là bông hoa sen. Công chúa ơi, công chúa thấy tôi đẹp không? Chứ tôi thấy tôi đẹp dữ lắm á. Hoàng tử chọn em làm vợ đi nha, năn nỉ luôn. Chọn em làm vợ luôn nha. Thôi, không nói gì hết trơn. Em hát rất hay. Chứ với em màu nâu giản dị. Xin hoàng tử hãy thương em đi. Em có mái tóc nâu phù hợp với hoàng tử. Váy của em cũng rất là xinh đẹp nè. Chào công chúa, em gái của ta. Váy của ta hôm nay là đẹp nhất luôn. Ta chắc chắn rằng hoàng tử sẽ chọn ta làm vợ đó. Ta sẽ đứng ở đây luôn nha. Chưa kết thúc mà. Cô hãy đi qua bên kia xếp hàng đi. Dạ, tuân lệnh. Trời, hoàng tử đẹp trai quá à. Nè mấy nhỏ kia xe ra đi, chị mới xứng đáng là vợ của hoàng tử. Chị xinh đẹp lung linh, tóc màu tím, lại còn có cái váy xinh lung linh như thế này nữa. Ồ, chỉ có điều là ta cao hơn hoàng tử. Trời ơi, sao hoàng tử gì mà lùn dữ vậy trời. Nè, sao chưa gì cô đã chê ta lùn chứ? Tại cô quá to cao đó. Ý chết rồi, chưa gì hết mình chê hoàng tử luôn. Em xin lỗi nha, em qua đây xếp hàng nói chuyện vô duyên quá. Dạ thưa công chúa, để em dẹp bớt váy cho có chỗ đứng nha, bây giờ đông người quá à. Rồi, còn ai nữa không? Dạ, chắc hết rồi. Dạ, chào công chúa, chào hoàng tử. Em cũng mạo muội tự may cho mình một chiếc váy caro màu xanh hoa hồng để xin ứng tiễn làm vợ hoàng tử ạ. Wow, không ngờ cô người hầu bữa nay trông thật là xinh xắn. Bình thường thì đã giỏi giang rồi. Thật thú vị. Đúng rồi đó hoàng tử, con bé này nè, nó làm việc rất là siêng năng chăm chỉ. Không ngờ lại biết may một chiếc váy xinh đẹp như vậy nữa. Chẳng bù cho những cô gái kia toàn là lấy váy mà em cho đó. Bây giờ đi thi sao chứ, các cô gái đó không trung thực à? Dạ đúng rồi, cuộc thi á là các cô phải tự may váy, nhưng đằng này hả, tất cả những cái váy đó là váy của em đem cho những cô gái nghèo khổ thôi, vậy mà họ lấy để họ đi thi đó hoàng tử à. Thất vọng thật, chỉ có cô người hầu này là trung thực may một chiếc đầm mới nè. Nếu như công chúa đã nói vậy thì ta xin nói thẳng với các cô gái, các cô rất đẹp, váy của các cô rất đẹp, nhưng các cô đã không trung thực, bởi vì các cô đã lấy váy của công chúa để đi dự thi, trong khi váy này là váy công chúa dành tặng cho những người nghèo khổ. Dạ, như vậy là đâu có được, váy này là tụi em không có may, nhưng mà tụi em mua mà, tụi em mua của công chúa mà, sao bây giờ lại nói tụi em phạm luật cơ chứ? Như vậy là công chúa lừa tụi em, công chúa bán váy cho tụi em, xong bây giờ công chúa nói tụi em phạm luật, trả tiền cho tụi em đi, công chúa lừa tụi em. Ủa? Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng ta sai người hầu đem tất cả những cái váy này để đi cho người nghèo khổ, chứ ta đâu có bán khi nào đâu. Người hầu hãy mau ra trả lời. Dạ thôi các cô rớt hết rồi, đi về đi, còn đứng ở đây sùm làm gì chứ hả? Dạ thưa công chúa, nếu vậy thì cuộc thi này có sự gian lận ha, chính là cô gái tóc hồng này. Dạ đúng rồi ạ, chính là cô gái tóc hồng này nè, đã bán váy cho tụi tôi, nói là mua váy này thì mới được làm vợ hoàng tử, chứ đâu có nói là phải may váy đâu. Làm tôi bị rớt rồi. Cô đó, cô hãy trả tiền cho tụi tôi đi. Cô thật là gian lận, cô lấy váy công chúa bán cho tụi tôi. Tóc hồng hai chùm gian lận, hãy trả váy cho tụi tôi. Tóc hồng gian lận, hãy trả tiền cho tụi tôi. Thôi được rồi, đi ra ngoài, tôi sẽ tính chuyện với các cô. Như vậy chỉ còn có một mình tôi là trong sạch nhất. Váy này tôi không phải mua của công chúa đâu nha, mà tôi mua ở một chỗ khác rất là mắc tiền. Áo rất đẹp, cô cũng rất xinh, nhưng rất tiếc là chúng tôi muốn một chiếc váy do chính cô may. Thôi, thời buổi này rồi còn bắt người ta may váy nữa. Thôi dẹp đi, thôi, làm vợ hoàng tử có gì là vui đâu chứ. Ta đi về đây. Dạ, em xin lỗi công chúa nha. Em đã trả tiền cho bọn họ hết rồi. Và bọn họ đã về hết rồi. Tại bọn họ không biết may đồ, bọn họ nhờ em may, nhưng em không thể nào mà may được hết. Cho nên em đưa đồ của công chúa cho bọn họ thôi. Em không cố ý. Thôi, em đã làm ta thất vọng rồi. Trong khi ta kêu em là đem đồ đi cho, em lại đem đồ đi bán. Em rao thông tin nó thì không rõ ràng để mọi người hiểu lầm. Chỉ có một mình em đúng luật, như vậy chỉ có một mình em là làm vợ hoàng tử thôi sao? Thôi, em đi về luôn đi. Ta không muốn nhìn thấy em nữa. Như
vậy là ta cũng không được làm vợ hoàng tử luôn. Kế hoạch lại thất bại rồi. Vừa mất hết tiền, trả tiền cho mấy con nhỏ đó, vừa không được làm vợ hoàng tử, vừa bị đuổi ra khỏi cung. Thôi chán thiệt, chỉ vì cô người hầu tham lam đó mà bây giờ buổi tiễn vợ của ta coi như là hư mất tiêu rồi. Không thể tuyển ai làm vợ được. Hơi buồn quá, thôi đi về. Em xin lỗi anh nha, cũng tại em nuông chiều con bé người hầu đó quá. Có lẽ em tốt với nó quá, cho nên á là càng lúc nó càng xem thường. Nó không coi em ra gì cả. Thôi, xin lỗi anh nha. Chờ một chút xíu nữa coi, biết đâu lại có cô gái nào đến thì sao. Dạ dạ khoan, còn em ạ. Em xin chào hoàng tử, em xin chào công chúa. Wow, cô ấy thật xinh đẹp. Tại sao em lại đến trễ như vậy hả cô gái xinh đẹp? Đúng rồi đó. Wow, chiếc đầm lại thật xinh đẹp nữa. À, hoàng tử ơi, em thích chiếc đầm này quá. Từ nào giờ em chưa bao giờ có chiếc đầm xinh đẹp như vậy. Nè cô gái, cô khai thiệt đi, đây là váy cô mua hay là cô tự may? Dạ, đây chính là váy em tự may ạ. Vậy cô hãy nói cho ta biết cách để may một bộ váy như thế nào. Làm thế nào để may được một bộ váy xinh đẹp như vậy? Do cô gái là một cô gái hiền hậu, lại thật sự biết may, nên cô đã trả lời vanh vách cách may một bộ đầm như thế nào. Trả lời rất đúng, cách đơm hoa, cách thêu áo như thế nào, làm công chúa cực kỳ thuyết phục. Wow, như vậy chính xác rồi, đây chính là váy của cô gái ấy may. Bởi vì cô ấy đã nói rất đúng. Chúc mừng anh đã tìm được cô gái vừa hiền diệu lại còn biết may đồ đúng như ý của anh nữa đó. Em là em thấy duyệt ok rồi đó. Nếu em ok thì anh còn nói gì nữa. Từ đầu anh đã thấy cô ấy thật là xinh đẹp. Vậy là hoàng tử đã trao bó hoa cho công chúa. Cô em vô tình đã được làm vợ của hoàng tử. Nè, không có vô tình nha, cô ấy tài giỏi hiền diệu thiệt, mới được làm vợ ta chứ không phải vô tình đâu. Em biết rồi, em chỉ trêu một chút xíu thôi. Anh làm gì mà binh người đẹp tóc xanh như vậy. Vậy là họ sống với nhau thật là hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta qua câu chuyện này, đừng có bắt chước giống như cô gái này nha. Tham lam, ích kỷ và lừa dối, nói dối thì có một kết quả không tốt. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi hoàng cung, mất cả tiền, mất tất cả luôn ha. Đó, còn cô em hiền hậu, tốt bụng, thật thà thì đã có một kết quả rất là xứng đáng luôn. Bạn nào thấy bộ sticker ngày hôm nay xinh đẹp thì đừng quên cho một like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện nha. Còn muốn mua những sticker và màu để làm câu chuyện giống chị thì hãy nhớ shop FGB 0937899707 nha. Chúng ta sẽ cùng chị vẽ những tủ, những lâu đài thật đẹp, phối đồ thật xinh và tìm hiểu những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống về sự hiền lành, chân thật cũng như là sự dối trá, tham lam thì sẽ có một cái kết quả không hề tốt ha. Chúc các bạn luôn tìm hiểu được những ý nghĩa trong cuộc sống để sống thật tốt, luôn luôn hạnh phúc nha. Bye bye, yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở video sau.